Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng gần xa. Một chiếc xe phân khúc hạng D, đời cao, form dáng đẹp, với giá tiền hợp lý. Mời các bác cùng xem và cảm nhận. Chiếc xe được mang tên là Pomondel, được sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012. Bản số tự động các bác nhá, form mới rồi. Đấy, thiết kế từ phần nội ngoại thất của xe rất là khác biệt. Chiếc xe còn rất đẹp và còn rất là mới luôn. Bên em toàn tuyển chọn xe đẹp, toàn tuyển chọn xe chất, mang về để phục vụ các bác. Đấy, xe này các bác nhìn này, các bác nhìn cho em cái ghế này. Đấy, ghế được ngồi nhiều nhất đây. Ghế kia cũng vậy, hai ghế này được ngồi nhiều nhất đây. Và nó vẫn còn được mới như thế này. Ghế này là ghế da xịn nguyên theo xe các bác nhá. Đấy, từ phần ghế cho đến phần táp lô, táp ni này, rất mới luôn. Xe trang bị có cửa lock các bác nhá. Dòng xe Pomondel đời cao này thì thiết kế với động cơ rất là hợp lý, chỉ có 2.3 thôi. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nếu mình đi đường trường là chưa tới 10 lít các bác nhá. Xe đăng ký biển 99 tên tư nhân. Đấy, em mua của chính chủ, người ta có một cái siêu thị mini. Đấy, và xe thì được sử dụng rất là kỹ, chăm sóc rất là kỹ. Đấy, cho nên là chiếc xe còn rất long lanh. Em và các bác nhà mình cùng xem nhá. 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012 luôn. Với số tiền các bác bỏ ra là hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu một ít thôi. Và cụ thể giá thì các bác nhìn ở phần tiêu đề cho em. Em sẽ ghim vào phần tiêu đề. Ngoài cái giá bên em ghim ở phần tiêu đề ra thì vẫn còn bớt, vẫn còn lùi, vẫn còn lộc lá thêm. Các bác cứ alo và thiện chí đến xem xe trực tiếp để bàn về giá các bác nhá. Số điện thoại 0938586307 hoặc 0389000555, hai số hotline để cho các bác liên hệ. Và bây giờ đây, em sẽ mời các bác xem chi tiết vào khu vực nội thất bên trong của xe. Đây, một chiếc xe rất là to, cao và dài rộng. Nội thất của xe thì rất là rộng rãi, các bác cùng xem này. Đấy, chiếc xe với thiết kế nội thất là màu đen, bên ngoài là màu phấn hồng các bác nhá. Đấy, và đây phần cánh cửa này. Đấy, chi tiết phần cánh cửa cho các bác mình cùng xem này. Táp ly, táp lô xe như mới luôn. Đấy, rất mới luôn này. Keo chỉ của xe này. Đấy, cánh này là được bám và được lắm, được tì nhiều đây, đúng không ạ? Các bác biết thì tất cả những cái phần mà được sử dụng nhiều nhất, các bác biết là nhất là cái tay nắm này, đúng không ạ? Cái cánh cửa bên lái này, rồi cái ghế da bên lái này, rồi vô lăng củ số này. Đây là những cái vị trí mà được bám và lắm nhiều nhất, đúng không ạ? Các bác xem cho em cái vị trí ghế lái này, cái vị trí ghế lái đây nhá. À, vị trí ghế này là được ngồi nhiều đây, đúng không ạ? Nếu mà ngồi nhiều quá đấy ạ, một là nó sẽ bị rách và người ta sẽ bọc lại, hoặc nó sẽ bị lứt các bác nhá. Nó sẽ bị lứt dạn. Và các bác nhìn cho em cái ghế này này, cái ghế này này, đúng không ạ? Ở chỗ này thì nó cũng chỉ nhăn nheo thôi, thậm chí nó không bị lứt nhá. Để các bác xem cho em này, thì nhăn này thôi chứ còn không bị lứt luôn. Một chiếc xe với độ nguyên bản còn rất là cao. Như là nội thất của xe là chưa làm lại các bác nhá. Sơn xi bên ngoài thì cũng tỉa tót thôi. Còn thì động cơ, hộp số của xe vẫn là còn nguyên. Động cơ, hộp số của xe chưa làm lại các bác nhá, vẫn nguyên bản luôn. Đấy, chiếc xe đẹp. Với phần thiết kế của xe từ hình thức rất là bắt mắt luôn. Đây, các bác cùng xem cho em những vị trí này. Đấy, khung cột cánh cửa ở đây nhá, rất đẹp luôn. Trang bị có ghế điện nhá. Đấy, sàn thảm 5D. Và sàn của xe vẫn là sàn nỉ zin. Đây, các bác xem này, vẫn sàn nỉ zin nhá. Vô lăng 4 chấu. Các bác nhìn cho em những cái phần cạnh của vô lăng vẫn đẹp này. Đấy, cạnh vô lăng cũng đẹp luôn. Đấy, vẫn rất đẹp luôn. Và chạy ở đây được hiển thị là 12 vạn các bác nhá. Đồng hồ hiển thị là 12 vạn. Đấy, với km này thì chắc chắn được rằng là sẽ là km thật rồi. Vì đây một chiếc xe còn rất là tươi mà, đúng không ạ? Em quay kỹ cho các bác xem nhá.
Đây, nội thất rất là sáng tươi này. Tôn vỏ dòng này thì nó rất là dày dặn. Một chiếc xe phân khúc hạng D, phân khúc hạng sang mà ngày xưa cũng là không phải là ít tiền đâu các bác nhá. Cũng là tiền tỷ đấy ạ. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn hơn 300 thôi. Đây, nội thất tắp ly tắp lô của nó này. Quá đẹp luôn. Những cái phần tay mở cửa đây các bác xem này, rất là sáng bóng này, rất là mới đây. Tay lắm này, phím bấm công tắc kính cửa này, lòng trong này. Khoảng cách giữa hai hàng ghế với nhau rất là rộng và xa. Ngồi mình không có cảm giác nó bị mỏi chân. Đây là hàng ghế phía sau. Hàng này thì rất ít khi có người ngồi đến luôn này. Các bác nhìn, các bác xem cho em. Phía sau mình để đồ thoải mái nhá. Rộng rãi tha hồ để đồ. Thảm sàn 5D vẫn còn mới. Trần nỉ theo xe vẫn còn cũng rất là mới luôn. Đây các bác xem, cửa lốc hoạt động bình thường. Đây, cốp đằng sau rất là cao này. Đấy, em cao 1m7 mà nó đến tận ngực em luôn. Rất là cao. Biển số nhìn cũng đẹp đấy chứ, đúng không ạ? 992-3499. Rất là dễ nhớ và rất là dễ đọc. Và cùng tiếp tục gửi tới các bác những cái vị trí tiếp theo. Các bác cùng xem cho em. Đấy, phần cánh cửa này. Các bác cảm nhận về xe thế nào ạ? Em quay kỹ như này thì các bác cũng gần như là mình đến xem xe trực tiếp rồi, đúng không ạ? Gần như là vậy rồi. Tất cả những vị trí của chiếc xe đều được em quay sát và rõ nét gần, đúng không ạ? Chi tiết từng phần. Đấy, các bác tiếp tục xem cho em này. Đấy. Một chiếc xe còn rất là căng, rất là đều từng vị trí một luôn, đúng không ạ? Chỗ này là thiết kế chất liệu da các bác nhá. Chỗ này là mạ chrome này. Chỗ này là cũng là da này, là chất liệu da xịn các bác nhá. Đấy. Đây, vẫn còn là chấm sơn luôn này. Các bác xem nhá. Đây, ghế em quay rồi, giờ em quay lại cho các bác mình tiếp tục xem thêm. Đây, cần số tự động, hệ thống điều hòa auto vẫn sử dụng hai chiều nóng lạnh bình thường các bác nhá. Đây, táp lô của xe đây, thiết kế chất liệu da. Từ phần táp lô cho đến phần táp ni chất liệu da các bác nhá. Đây, chỗ này thiết kế rất là sang trọng này. Đây, cốp đồ rất là sâu. Chìa khóa khiển đầy đủ hết các bác nhá. Đây là công tắc mình điều chỉnh đèn và công tắc bấm đèn bấm cửa sổ trời. Các bác cùng tiếp tục xem cho em những vị trí tiếp theo, một cái vị trí cánh nữa, cánh thứ tư, cánh cuối cùng. Đây ạ. Các bác trên toàn quốc mình cứ xem video kỹ cho em. Xong đó thì sẽ gọi điện cho bên em để được chốt chiếc xe nhá. Một chiếc xe đẹp. Với giá tiền thì rất hợp lý. Đây các bác nha. Nội thất của xe rất là đều. Không có chỗ nào kém cả, đúng không ạ? Không có chỗ nào kém cả luôn. Từ cái phần đồ nhựa trên đồ da cho đến phần gioăng cửa, đúng không ạ? Không bị sứt vỡ gì.
Đấy, ghế da đẹp này. Các bác xem video dành tay cho em xin một like và chia sẻ mạnh tay hộ em với. Các bác chia sẻ mạnh tay cho em với nhá. Các bác chia sẻ mạnh tay thì sẽ có những cái phần quà dành cho các bác. Phần quà không phải là phần quà trực tiếp mà là phần quà khi các bác đến xem xe, mua xe bên em sẽ giảm trực tiếp ở trên các đầu xe cho các bác. Các bác nhá, mình cứ chia sẻ đi ạ. Nói chung là các bác cứ chia sẻ là không bị thiệt đâu. Đây, đảm bảo cho các bác luôn. Bây giờ em quay phần bên ngoài cho các bác mình xem nhá. Đấy, với lớp sơn rất là bóng đẹp, xinh nhan gương đầy đủ này, cục gương tự động, đăng kiểm còn dài tháng 6 năm 22. Kính của xe đều là kính zin và được bọc dán xung quanh rồi. Là răng đúc theo xe, lốp dày. Đây, lốp dày luôn. Chiếc này các bác mua về mình chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Chỉ việc đổ xăng chạy thôi các bác nhá. Đây, với lớp sơn này rất đẹp luôn. Kính không bị xước. Vỏ đẹp, không có bả mặt tít. Đèn trước đèn sau rất mới luôn này. Có thiết kế cảm biến phía sau các bác nhá. Đấy. Cảm biến trên, cảm biến dưới đầy đủ này. Đây là cảm biến này, hai mắt cảm biến trên và bốn mắt cảm biến ở phía dưới nữa. Đấy, có cam nùi, có cam nùi. Được sơn bóng đẹp. Đèn pha cho đến đèn hậu xe. Các bác có gì đấy rất là mới đúng không ạ? Bên trong quay xong rồi thì các bác thì mình xem phần bên ngoài nha. Đây ạ. Thân vỏ rất là căng đều. Hai bên đều tích hợp xi nhan trên gương. Có cụp gương, có chỉnh mặt gương các bác nhá. Chiếc xe rất là to cao và dài rộng. Đây các bác nhìn từ vị trí này cho em này. Rất to cao đúng không ạ? Đốp dày cả gian nhé. Đèn pha, đèn hậu cho đến đèn gầm rất là trong đúng không ạ? Đèn kết hợp đèn bi và đèn halogen cho một độ sáng tốt nhất khi các bác đi ban ban đêm. Mặt ga lăng của xe này rất là sáng này. Đây, các bác cùng em đi xem nốt cái vị trí của chiếc xe nhá, từng vị trí một. Rất là long lanh đúng không ạ? Thân vỏ rất là căng luôn này. Em đứng vị trí này nhìn sẽ được rõ ràng, dễ hơn đúng không ạ? Dòng xe Pomodoro này thì đồ đạc phụ tùng rất là rẻ và dễ rồi đúng không ạ? Nó dễ hơn rất là nhiều so với lại những cái dòng xe ví dụ như là dòng xe sang khác. Tất nhiên thì nó không phải là dễ như dòng xe Toyota, nhưng mà về đồ đạc thì các bác nhà mình cũng không cần phải chờ lâu đâu, chỉ hôm trước hôm sau là có đồ luôn. Và nó cũng chỉ đắt hơn một chút so với lại những cái dòng xe thông dụng thôi các bác nhá. Bây giờ em quay gầm này. Đây, gầm đẹp. Các bác yên tâm, gầm đẹp nhá. Anh ơi, mở em cái máy với. Phần cu lốp của xe vẫn có lỉ nguyên, vẫn lỉ zin. Đây, có xe này vẫn lỉ này. Đây, gầm sàn sáng đẹp. Dòng này tôn vỏ rất là tốt, cho nên là mình không có suy nghĩ về những vấn đề là tôn vỏ nha các bác nhá. Để mà han gì một mọt đối với những cái dòng xe này rất là khó. Và đây tiếp tục em mời các bác xem phần động cơ khoang máy đây. Đấy. Da máy rất sáng, đó, rất sáng luôn. Hiện tại củ máy, củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Em cũng đã chia sẻ ngay đầu video rồi là vẫn còn zin. Máy số hoàn toàn các bác yên tâm. Bên em kiểm tra trước khi nhập về rồi, kiểm tra trước khi xuống tiền rồi. Các bác hoàn toàn mình yên tâm về chất lượng của xe nhá. Các bác có thể là dẫn thợ đến test, đến kiểm tra xe thoải mái.
bất cứ lúc nào, kiểm tra bất cứ đâu. Bên em hỗ trợ sang tên vận chuyển bất cứ tỉnh thành nào trên toàn quốc, từ miền Trung cho đến vào miền Nam các bác nhá. Miền Nam thì các bác nhận xe cho em trong vòng 3 ngày, còn miền Trung thì tầm 2 ngày, miền Bắc thì trong ngày hoặc là đến ngày hôm sau. Đấy. Thủ tục mua bán nhanh gọn, các bác nhà mình cứ ưng xe đi, và khi ưng một trong những chiếc xe của cửa hàng bên em, các bác nhà mình cứ gọi điện cho bên em theo hai số điện thoại chính là 0938586307 hoặc 0389000555 để được hỗ trợ tư vấn, để được chốt giá, để được bàn giá các bác nhá. Giá em nên đưa lên phần tiêu đề, đưa lên phần mô tả và vẫn có lùi thêm, lọc lá thêm cho các bác nhà mình các bác nhá. Vâng, video này thì em cũng đã quay tương đối kỹ rồi. Các bác cần thêm thông tin chi tiết hình ảnh video, mời các bác kết nối Zalo theo hai số điện thoại mà vừa rồi em đọc các bác nhá. Địa chỉ 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe cho các bác mình tham khảo lựa chọn. Vâng, video này thì em xin được dừng và xin được kết thúc ở tại đây. Xin được gặp lại các bác vào video sau nha.